Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình cập nhật cho các bạn chủ yếu là một số những cái thông tin quan trọng về cái dự án Ether Network, và cụ thể đó là về cái thông tin để chúng ta tham gia để chúng ta nhận cái airdrop, cũng như là chúng ta mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là add cái contract của cái đồng Memecoin Neon vào trong cái ví MetaMask, để khi mà dự án nó phân phối cái đồng Neon về ví cho chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được nó ở trong cái ví, và chúng ta sẽ bán được cái đồng Neon này ở ngay trên cái sàn DEX, đó là cái sàn Uniswap. Thông tin tiếp theo thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn về các cái điều kiện mới mà dự án mới quy định. Ở đây thì mình cập nhật cho các bạn một cái bài tít cách đây là 15 giờ, thì chúng ta cũng cần phải nắm được cái thông tin này, vì thông tin này nó sẽ là liên quan đến cái quyền lợi của chúng ta các bạn nhé. Thông báo kết quả đăng ký lại ví để nhận Neon Aerobe như đã thông báo trước đó. Để tham gia nhận Neon Aerobe, chúng tôi yêu cầu ví của bạn phải ở trên nền tảng Web3 như ví MetaMask, ví Chess Wallet, Raspi Wallet. Thì ở đây tốt nhất là mình khuyên các bạn nên sử dụng MetaMask là một cái ví thông dụng nhất. Và dưới đây là kết quả của quá trình cập nhật ví. Tổng số yêu cầu cập nhật ví là 37.669, đã cập nhật thành công là 25.559 ví, là đã cập nhật thành công, và không thành công là do thông tin sai là 12.110 ví. Đó thì ở đây là một cái khá là nhiều ví các bạn nhé, là không đạt cái tiêu chuẩn này. Thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái kiểm tra xem là cái ví của bạn nó đã đủ điều kiện hay chưa. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng là do thông tin không chính xác, 12.110 ví sẽ không thể nhận được Neon Aerobe từ chúng tôi ở đợt này. Thời gian yêu cầu sẽ được thông báo trước ngày 24, trước 24 giờ để người dùng sắp xếp phù hợp. Khi yêu cầu bạn cần phải có ETH trong Ethereum ERC20 để thanh toán phí gas. Và đừng quên, Neon sẽ được niêm yết ở trên sàn Uniswap lúc 9 giờ UTC ngày 31 tháng 5 năm 2024. Tức là mình sẽ nhấn mạnh cho các bạn về hai cái ý ở trong cái bài này. Thứ nhất là các bạn sẽ có là 12.110 ví không đủ điều kiện nhận cái airdrop đợt này, thì chúng ta sẽ nhận ở cái đợt sau. Và tất cả các cái ví đủ điều kiện thì chúng ta phải chuẩn bị một lượng cái đồng phí gas, phí cái đồng ETH ở trong cái ví của chúng ta, để chúng ta làm phí gas để chúng ta rút, chúng ta claim các bạn nhé. Đây nó sẽ là mất một bước nữa, đó là chúng ta claim cái đồng Meme Coin Neon ở trên trên cái trang claim về. Sau đó thì chúng ta sẽ lại mất một cái lượt phí nữa là chúng ta bán cái đồng Meme Coin Neon này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ hình dung ra là nó sẽ có khoảng 3 lần phí. Một lần phí là chúng ta claim ở trên cái trang Ether Network, claim Neon về ví. Và một cái phí thứ hai đó là cái phí mà phí swap từ cái đồng Neon sang cái đồng USDT ở trên mạng Ethereum, và một cái phí nữa nếu như các bạn rút cái đồng USDT của mạng Ethereum này lên sàn, thì chúng ta sẽ mất một lần phí nữa, là 3 lần phí tất cả. Thì các bạn tính toán cho mình. Và cái mạng Ethereum thì phí nó khá là cao, cho nên là các bạn có thể là cân đối nếu như chúng ta ít quá, và chúng ta với cái lượng mà bán phí nó, chúng ta được ít cái đồng Meme Coin Neon quá mà cái giá của nó thì lại thấp chẳng hạn, thì mà cái phí ETH cao, thì chúng ta cân đối các bạn nhé. Và cái đồng Meme Coin Neon này thì sẽ được niêm yết trên sàn Uniswap vào lúc 9 giờ UTC, tức là lúc 16 giờ chiều giờ Việt Nam ngày 31 tháng 5 năm 2024. Thì cái này là mình thông báo và cập nhật lại cho các bạn để cho các bạn nắm được cái thông tin này. Và một cái thông tin mới nữa là một cái thay đổi mới mà mình thấy nó vô lý ở cái phần mà trước đây thì mình đã cập nhật cho các bạn cái video trước đó, là dự án yêu cầu chúng ta là phải từ mùng 1 tháng 6 là tài khoản của chúng ta phải có từ 3 mua 3 tối thiểu 3 gói kim cương thì chúng ta mới rút được cái đồng ATH lên sàn P2P bán. Và bây giờ thì thấy cộng đồng phê bình nhiều quá, ném đá nhiều quá, và thì dự án lại thay đổi cái biểu phí các bạn. Thì cái biểu phí này thì cũng chưa thể chấp nhận được. Đây là thông báo thay đổi phí có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2024. Các thay đổi về phí sẽ được cố định ở trong một thời gian dài và sẽ chỉ giảm cho đến khi có mainnet tại thân. Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn những thay đổi sắp tới đối với cơ cấu phí của chúng tôi có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 6. Những điều chỉnh này nhằm mục đích mang lại nhiều giá trị, sự công bằng hơn cho người dùng của chúng tôi
nói công bằng nhưng không có tí công bằng nào. Thông báo quan trọng để tăng giá ATH ở trên PIP trước khi niêm yết trên các sàn giao dịch lớn, chúng tôi đã quyết định một chỉ cần hai gói kim cương để chuyển ATH sang PIP đó các bạn. Trước giờ là yêu cầu ba gói, bây giờ là gạch đá nhiều quá, bây giờ xuống hai gói rồi, hai gói thì cũng chưa thể chấp nhận được các bạn. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 hai đó là 70% số tiền thu được từ các gói khai thác sẽ tạo ra tính thanh khoản trên PIP và tăng giá ATH. Lưu ý nếu chưa sở hữu hai gói tiếp tục hold ATH đợi MyNet thân, tức là chúng ta có ít cái đồng ATH chúng ta không bán, không thể bán được trên PIP thì chúng ta sẽ đợi cái đồng ATH nó MyNet thì chúng ta bán sau. Thì nói chung là cũng hai cái gói kim cương thì cũng vẫn bị gạch đá lém vào mâm các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn có ít thì chúng ta sẽ để ở cái đợt sau chúng ta bán, không vấn đề gì cả. Chúng ta biết đâu khi MyNet thì cái giá nó sẽ cao hơn so với cái giá mà chúng ta. Và tiếp theo cái phần thông tin đó là chúng tôi này cũng vui mừng được chia sẻ tin vui về việc thành công vòng riêng tư của Neon, nó chính thức kết thúc lúc 12 giờ ngày 29 tháng 5 và đã kêu gọi thành công 3,6 triệu đô la. Dự án đã kêu gọi được khá là nhiều các cái vòng gọi vốn từ các cái nhà đầu tư ở trong hai cái vòng bán trước của cái đồng meme coin Neon. Thì mình cũng hy vọng rằng là cái đồng meme coin Neon này thì khi mà lít sàn thì sẽ được giá một chút để anh em có thể là bán được cái đồng này, và cũng có thể là giá nó sẽ cao thì cái phí của chúng ta nó sẽ đỡ phải mất cái tiền phí hơn. Và những bạn nào mà chưa liên kết cái phần Aerobe này thì các bạn liên kết cho mình, nhưng mà cái này thì dự án đã tổng hợp đã chốt cái số ví rồi, cho nên là mình nghĩ là sẽ là không, các bạn không thể thêm vào đây được nữa. Thì cái video mà cập nhật cái ví này thì mình cũng đã cập nhật cho bạn khá là lâu ở trên kênh rồi. Bây giờ thì mình hướng dẫn cho các bạn add cái con check của cái đồng meme coin Neon vào trong cái ví ở web 3, cái ví MetaMask các bạn nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ add con check vào trong cái ví mà chúng ta đã điền ở trong Aerobe ở trên cái app khai thác cái đồng game, cái đồng ATH các bạn nhé. Các bạn tìm đúng cái địa chỉ ví này, chúng ta thêm cái con check vào trong cái ví này các bạn nhé, cái ví mà chúng ta đã liên kết ở đây. Các bạn liên kết sang, ví dụ địa chỉ ví ở đây là các bạn là lấy ở một ví khác, nhưng mà còn chúng ta lại thêm con check ở một cái ví khác nữa, thì như vậy thì chúng ta cứ ở đấy chúng ta chờ nó hiện thị lên thì các bạn sẽ không thấy được đâu đó. Cho nên là chúng ta liên kết ở đây cái ví nào thì chúng ta sẽ thêm con check Neon vào trong cái ví đó các bạn nhé. Thì ở đây thì mình đã liên đồng bộ giữa ví MetaMask với cái ví Web 3 của sàn OKX rồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm ở trên cái ví Web 3 của sàn OKX nhé. Thì ở trên cái ví Web 3 của sàn OKX các bạn nhấn vào cái phần quản lý tài sản này. Tiếp theo các bạn nhấn vào cái tiền mã hóa tùy chỉnh này. Tiếp theo thì các bạn dán cho mình cái con check của cái đồng meme coin Neon. Nó sẽ hiện ra cái phần mà thêm mã hóa tùy chỉnh này. Ethereum chúng ta để nguyên, nếu như đang ở cái mạng khác, ví dụ đang ở mạng khác, chúng ta chuyển về Ethereum cho mình. Sau đó thì các bạn dán cho mình cái mã hợp đồng của cái đồng meme coin Neon vào. Các bạn nhấn vào Enter hoặc là đi tiếp. Nó sẽ hiện thông tin Neon, mã ký hiệu và số thập phân là 9, các bạn nhấn xác nhận cho mình. Sau đó thì các bạn quay trở lại thì các bạn sẽ thấy là meme coin Neon của chúng ta sẽ nằm ở trong này. Đó. Như vậy là chúng ta đã thêm thành công cái meme coin Neon vào trong cái ví Web 3 của sàn OKX. Bây giờ mình sẽ thêm cho các bạn ở trên cái ví MetaMask. Các bạn mở cho mình cái ví MetaMask lên. Các bạn lưu ý nhé, liên kết ở cái ví nào thì chúng ta sẽ thêm con check ở trong cái ví đó. Đây, ví dụ là cái ví của mình là cái ví MetaMask ở đây. Thì các bạn nhấn trên này, nó sẽ có cái phần trên cùng này này, nó sẽ có cái phần chuyển mạng, thì các bạn chọn cho mình Ethereum Mainnet Network. Các bạn nhấn nhập token. Rồi, các bạn nhấn vào token tùy chỉnh nhé. Rồi các bạn dán con check của cái đồng meme coin Neon vào đây. Các bạn nhấn tiếp tục. Đó thì nó sẽ hiển thị lên Leon này, số thập phân là 9 nhé, các bạn nhấn tiếp tục này. Đó các bạn kinh nhập meme Neon này, các bạn nhấn nhập này. Ok, như vậy là đã thêm thành công cái token kể vào meme coin Neon vào trong ví. Hiện tại thì dự án chưa cho chúng ta claim cái đồng meme coin Neon, cho nên các bạn chưa thể claim được. Và các bạn lưu ý là chúng ta vẫn phải chuẩn bị khoảng tầm tầm 20 đô, tầm 15 đến 20 đô cái đồng ETH để chúng ta làm phí ga nhé. Đó, cái này thì mình cũng đã cập nhật với các bạn ở đầu video rồi. Ok, thì video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau nhé.